Mới đây, cư dân mạng và khác biệt là những khán giả của chương trình Giọng Hát Việt Nhí 2019 hết sức hoang mang và bất ngờ trước sự cố hy hữu là đọc sai tên quán quân ngay trong đêm chung kết. Cụ thể, Nguyên Khang đã khiến chấn quốc thí sinh đội Hương Giang Dương Cầm mừng hụt khi lên tiếng chấn quốc biến thành quán quân, mãi một lúc sau thì Nam Thế Hệ đưa ra lên tiếng đúng đắn và gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người. Theo đó, ngôi vị quán quân thuộc về Kiều Minh Tâm, sự cố này đã khiến chấn quốc bật khóc nức nở ngay trên sân khấu. Nhiều khán giả và nghệ sĩ đã gửi lời động viên và an ủi đến chấn quốc, trong đó có Á quân Giọng Hát Việt 2013 Phương Mỹ Chi cũng dành hết lời khen ngợi và động viên đàn em. Phương Mỹ Chi viết, nhớ một kỷ niệm với chấn quốc, lúc vừa gặp gỡ chị là khuynh tay sát nách cúi 90 độ chào luôn. Mình nhìn mà mình hết hồn, sao mà dễ yêu mến và lễ phép quá, ai nói gì cũng dạ. Hôm qua xem phần lên tiếng kết quả, xem cảm xúc của em và chị Hương Giang từ vui mắt đến hụt hẫng thì chị xém khóc luôn. Không sao đâu em, cố gắng lên nhé. Em cũng hơn chị rồi đó, em được giải nhất còn chị có Á quân thôi. Chị cũng đâu có buồn gì đâu nè, nói chung các em đã làm hết sức, không có gì buồn và hối tiếc cả. Có thể thấy, qua những lời chia sẻ với đàn em, Phương Mỹ Chi ngày càng trưởng thành trong suy nghĩ, thắng lợi trong lĩnh vực nghệ thuật sau 6 năm đăng quang ngôi vị Á quân. Phương Mỹ Chi dành hết lời khen ngợi và động viên chấn quốc sau sự cố tại Giọng Hát Việt Nhí. Theo Phương Mỹ Chi, chấn quốc là một người em rất hiền lành và lễ phép. Thí sinh đội Hương Giang và Dương Cầm cũng từng gây tuyệt hảo với màn biểu diễn hòa hợp giác và ca ếch. Chấn quốc bật khóc khi hụt giải quán quân Giọng Hát Việt Nhí 2019. Sau nhiều cố gắng, chấn quốc về đích với ngôi vị giải nhất. Hiện tại, Nguyên Khang đã gửi lời xin lỗi đến chấn quốc và gia đình sau sai lầm nghiêm trọng tại đêm chung kết Giọng Hát.